chuyên gia giải thích tại sao Trung Quốc còn lâu mới từ bỏ chiến lược Zero Covid. Thứ hai, ngày 1 tháng 11 năm 2021. Sự kiện, Internet, chuyên gia, Trung Quốc sẽ còn theo đuổi chiến lược Zero Covid sau 2 năm đại dịch toàn cầu, quyết tâm dập dịch, ngăn chặn lây nhiễm cộng đồng để tránh tốn kém chi phí và có thời gian tìm các biện pháp chống dịch hiệu quả hơn. Một số chuyên gia nhận định Trung Quốc sẽ không sớm từ bỏ chiến lược Zero Covid tiến tới mục tiêu không có ca nhiễm COVID-19 và sẽ tiếp tục truy vết dập dịch, kênh Channel New Asia đưa tin hôm 2 tháng 11. Hiện nay, khoảng 76% dân số Trung Quốc đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ. Tuy nhiên, nước này vẫn chưa nới lỏng các biện pháp hạn chế và chưa áp dụng chính sách sống chung với dịch. Để ngăn chặn các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng lây lan rộng, Trung Quốc liên tục sử dụng những biện pháp mạnh để ngăn chặn như xét nghiệm hàng loạt, truy vết ca nhiễm, giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, ngay cả khi những biện pháp chống dịch này ảnh hưởng đến kinh tế địa phương. Chuyên gia về bệnh hô hấp Trong Nan San, người đã góp phần định hình chiến lược chống COVID-19 của Trung Quốc, cho biết Trung Quốc sẽ duy trì chiến lược Zero Covid trong một thời gian dài nữa. Ông nói, chính sách kéo dài bao lâu tùy thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh trên toàn thế giới. Theo ông Trung, chiến lược Zero Covid thực sự tiêu tốn rất nhiều chi phí nhưng để dịch bệnh lây lan thì chi phí sẽ cao hơn rất nhiều. Xét nghiệm hàng loạt tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc vào ngày 23 tháng 10, theo Reuters. Ông nói rằng một số quốc gia đã nới lỏng các biện pháp hạn chế trong khi vẫn ghi nhận một vài ca nhiễm COVID-19. Chính những ca nhiễm ít ỏi này đã lây lan rộng khiến cho các chính phủ phải tái giãn cách trở lại. Ông Trung cho rằng chính sách như vậy sẽ tốn kém hơn và gây ảnh hưởng đến người dân nhiều hơn. Theo tờ South China Morning Post, giáo sư Leo Poon Litman của Trường Y tế Công cộng, Đại học Hong Kong cho rằng Trung Quốc sẽ không áp dụng chiến lược Zero Covid mãi mãi. Tuy nhiên, chiến lược như vậy như thời gian qua và cả tới đây có thể giúp Trung Quốc đại lục và Hong Kong có thời gian để tìm ra cách đối phó với giai đoạn tiếp theo của đại dịch. Ông Poon nói, nếu bạn không kiểm soát virus, nó sẽ lây lan. Sau đó, rất nhiều người phải nhập viện và phải được chăm sóc đặc biệt. Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ y tế cho những người này. Ông nói rằng biện pháp dập dịch có thể giúp Trung Quốc có thời gian để phủ vaccine rộng hơn, tìm ra thuốc kháng COVID-19 hiệu quả nhằm giảm mức độ nghiêm trọng và tránh tử vong. Trung bình, chi phí điều trị cho mỗi bệnh nhân COVID-19 là 20.000 nhân dân tệ, khoảng 79 triệu đồng, hoặc 1 triệu nhân dân tệ, 3,5 tỷ đồng, và tất cả chi phí này đều do chính phủ Trung Quốc chi trả. Trong khi Trung Quốc vẫn kiên quyết sử dụng chính sách truy vết, đóng cửa với thế giới, dập dịch về Zero Covid, thì một số quốc gia châu Á khác đang bắt đầu mở cửa đối với khách du lịch quốc tế được tiêm chủng đầy đủ. Đây là nỗ lực trở lại trạng thái bình thường mới, nhằm khôi phục lại nền kinh tế. Sinopharm khẳng định vaccine của hãng an toàn với trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Thứ Sáu ngày 17 tháng 9 năm 2021 21:44. Hãng dược Sinopharm Trung Quốc vừa công bố dữ liệu mới cho thấy vaccine phòng COVID-19 của hãng này an toàn đối với trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Hai loại thuốc trị COVID-19 của Sinopharm hiệu quả với bệnh nhân thể nhẹ. Cuba tiêm kết hợp vaccine của Sinopharm trong phòng ngừa COVID-19. Mexico phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine của Sinopharm Trung Quốc. Trung Quốc phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vaccine của hãng Sinopharm cho trẻ từ 3 đến 17 tuổi. Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 do Sinopharm sản xuất cho học sinh ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh AFP thông tấn xã Việt Nam. Kết quả này được công bố trong bối cảnh tại Trung Quốc đang bùng phát một làn sóng dịch bệnh mới, trong đó nhiều học sinh mẫu giáo và tiểu học mắc bệnh. Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 được công bố trên tạp chí The Lancet Infectious Diseases số ra trong tuần này, vaccine ngừa COVID-19 do Sinopharm phát triển an toàn đối với những trẻ em tham gia thử nghiệm từ 3 đến 17 tuổi. Trung Quốc hiện đã cho phép sử dụng loại vaccine này cho nhóm trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Trong thử nghiệm, loại vaccine này cho thấy phản ứng miễn dịch mạnh mẽ ở trẻ em và lượng kháng thể trung hòa, một tiêu chí đánh giá hiệu quả của vaccine tương tự như ở người lớn. Nghiên cứu được thực hiện tại tỉnh Hà Nam, Hứa Nán, trong đó giai đoạn 1 có 288 trẻ em tham gia, giai đoạn 2 có 720 trẻ em. Tác dụng phụ xuất hiện chủ yếu từ nhẹ đến trung bình, có một trường hợp phản ứng nghiêm trọng là trẻ có tiền sử dị ứng thực phẩm. Tuy nhiên, nghiên cứu trên, do các nhà khoa học thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Trung Quốc cùng đơn vị sản xuất vaccine thực hiện, vẫn bị hạn chế do thiếu dữ liệu về phản ứng miễn dịch đối với các biến thể. Các nhà nghiên cứu cho biết sẽ thu thập dữ liệu tiếp theo trong giai đoạn thử nghiệm thứ 3 tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, nơi trẻ em từ 3 tuổi trở lên được đưa vào chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Một hãng vaccine khác của Trung Quốc là Sinovac cũng đã công bố kết quả thử nghiệm giai đoạn 1 và 2 ở trẻ em, hiện giai đoạn 3 đang được thực hiện ở Nam Phi từ tuần trước. Trung Quốc đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine của hai hãng Sinopharm và Sinovac cho trẻ em từ 3 đến 17 tuổi, nhưng đến nay mới chỉ giới hạn cho trẻ từ 12 tuổi trở lên. Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc,
Nước này hiện đã tiêm chủng đầy đủ cho 91% trẻ em ở độ tuổi từ 12 đến 17. Sao trong khi đó, công ty sinh học Novavax của Mỹ sẽ tham gia vào nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19, mang tên CoV-3, do Đại học Oxford dẫn đầu, nhằm xem xét cơ chế tiêm kết hợp vaccine ở nhóm đối tượng là trẻ em. Theo đó, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 của nghiên cứu này sẽ có sự tham gia của ít nhất 360 trẻ em ở độ tuổi từ 12 đến 16. Người tham gia thử nghiệm sẽ được tiêm liều vaccine đầu tiên của hãng Pfizer-BioNTech và liều thứ hai là của một trong ba loại vaccine khác. Hai liều sẽ cách nhau ít nhất 8 tuần. Các loại vaccine của các hãng được thử nghiệm tiêm phối hợp là Pfizer, Moderna và Novavax, trong đó Novavax mới chỉ được cấp phép sử dụng trong các nghiên cứu lâm sàng. Những tình nguyện viên tham gia thử nghiệm sẽ được theo dõi về độ an toàn và phản ứng miễn dịch. Kết quả dự kiến sẽ có sau vài tháng. Chuyên gia Gregory M. Glenn, người phụ trách bộ phận nghiên cứu và phát triển của Novavax, cho rằng việc sử dụng kết hợp giữa các loại vaccine có thể tận dụng tối đa nguồn cung cấp vaccine hiện có, tăng số lượng người được tiêm chủng và thúc đẩy tiếp cận nhanh chóng, công bằng trên toàn cầu. Sao tại Campuchia, theo như thông báo trước đó, ngày 17 tháng 9, nước này bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên, dù Tổ chức Y tế Thế giới WHO chưa phê duyệt vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi. Theo đó, nhóm trẻ đầu tiên ở độ tuổi này được tiêm chủng là các cháu của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và các quan chức khác. Vaccine được sử dụng là của hãng Sinovac Trung Quốc. Trước đó, WHO đã kêu gọi các nước chưa tiêm chủng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Giới khoa học Trung Quốc nghiên cứu về liều tăng cường của vaccine do Sinopharm sản xuất. Thứ Sáu ngày 17 tháng 9 năm 2021 19:23. Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy mũi tiêm thứ ba của vaccine ngừa COVID-19 của Sinopharm có thể giúp phục hồi mức độ kháng thể trong cơ thể người được tiêm, sau khi lượng kháng thể này bị giảm xuống vài tháng sau mũi tiêm thứ hai. Anh nghiên cứu thử nghiệm tiêm kết hợp vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em. Các tổ chức đa phương kêu gọi cung cấp thêm vaccine cho các nước nghèo. Chuyên gia Hồng Kông, chỉ nên tiêm một mũi vaccine cho thanh thiếu niên. Vaccine ngừa COVID-19 của hãng Sinopharm, Trung Quốc, ảnh AFP thông tấn xã Việt Nam. Vaccine của Sinopharm là một trong những vũ khí chính của Trung Quốc trong cuộc chiến chống COVID-19. Vaccine này cũng được sử dụng ở các quốc gia như các tiểu vương quốc Arab Thống Nhất, UAE và Campuchia. Nghiên cứu trên được công bố trong bối cảnh Trung Quốc bắt đầu triển khai tiêm liều tăng cường cho các đối tượng có nguy cơ cao hơn trong dân số, khi ngày càng có nhiều ý kiến lo ngại rằng mức độ kháng thể sẽ suy yếu theo thời gian. Theo kết quả phân tích các mẫu máu của các nhân viên y tế đã được tiêm vaccine của Sinopharm, khoảng 5 tháng sau mũi thứ hai, nồng độ trung bình của kháng thể trung hòa chống lại virus SARS-CoV-2 sẽ giảm xuống 70% so với thời điểm 4 tuần sau khi tiêm mũi thứ hai. Tuy nhiên, một tuần sau khi tiêm mũi thứ ba, nồng độ kháng thể đã tăng trở lại gấp 7,2 lần so với mức độ ghi nhận ở thời điểm 5 tháng sau mũi tiêm thứ hai. Mặc dù vậy, nghiên cứu không đề cập liệu những thay đổi về nồng độ kháng thể có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine hoặc cách kháng thể tăng cường hoạt động chống lại các biến thể của virus SARS-CoV-2. Nghiên cứu cũng cho thấy phản ứng của tế bào, một yếu tố quan trọng khác trong hệ thống miễn dịch của con người, cũng được cải thiện sau khi tiêm mũi thứ ba. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, liều tăng cường có thể mang tới phản ứng dịch thể và tế bào một cách mạnh mẽ và nhanh chóng. Một số loại vaccine khác ngừa COVID-19 cũng cho thấy sự suy giảm về lượng kháng thể theo thời gian, và các nhà sản xuất vaccine coi đây là lý do để triển khai thêm mũi tiêm tăng cường. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO cần có nhiều dữ liệu hơn để quyết định liệu có cần mũi tiêm thứ ba hay không. Brazil thay đổi bức tranh toàn cảnh nhờ đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19. Thứ Sáu ngày 17 tháng 9 năm 2021 18:21. Brazil là nước đứng thứ tư thế giới về số vaccine COVID-19 đã tiêm cho người dân với tổng cộng 214 triệu liều, đứng sau Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ. Trong 3 tháng qua, số công dân Brazil tiêm tối thiểu một liều vaccine COVID-19 đã tăng gấp 3 lần và đạt mức 67,6% dân số, nhìn hơn Mỹ đang ghi nhận mức 63,4% và Argentina 63,8%. Mặc dù khởi động chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 khá muộn, nhưng Brazil với dân số 213 triệu người lại đang là một trong những nơi có tốc độ tiêm chủng nhanh nhất trên thế giới. Brazil sẽ tiêm mũi vaccine tăng cường cho người cao tuổi và dễ tổn thương. Hồ nước có màu Coca-Cola độc lạ tại Brazil. Hàng trăm thùng hàng bí ẩn dạt vào bãi biển đầy dầu ở Brazil. Một người đàn ông tiêm vaccine AstraZeneca tại Rio de Janeiro, Brazil ngày 23 tháng 7. Ảnh AP. Hãng thông tấn AFP Pháp cho biết Brazil bắt đầu chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 từ tháng 1, đi sau Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu vài tuần. Chương trình tiêm vaccine của Brazil còn bị trì hoãn do khó khăn về vận chuyển. Brazil là quốc gia có số người tử vong vì COVID-19 cao thứ hai thế giới, tính đến nay là 588.000 trường hợp. Nhưng khi tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 tăng,
Thêm nhiều lô vaccine được nhập khẩu và việc sản xuất vaccine trong nước đã khởi động thì tỷ lệ tử vong vì COVID-19 tại Brazil cũng giảm. Brazil hiện tự sản xuất vaccine AstraZeneca và Sinovac dựa trên việc được cấp phép. Trong 3 tháng qua, số công dân Brazil tiêm tối thiểu một liều vaccine COVID-19 đã tăng gấp 3 lần và đạt mức 67,6% dân số, nhỉnh hơn Mỹ đang ghi nhận mức 63,4% và Argentina 63,8%. Ban đầu, khi nguồn cung vaccine COVID-19 chưa chắc chắn, Brazil quyết định tập trung vào việc tiêm liều đầu tiên cho nhiều người dân nhất có thể và áp dụng khoảng cách dài giữa hai liều. Mặc dù số người tiêm đủ hai liều vaccine tại Brazil mới chỉ là 36% nhưng đã đủ để đưa nước này đứng thứ 3 trong nhóm 10 nước đông dân nhất trên thế giới về tỷ lệ dân số đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19. Brazil là nước đứng thứ 4 thế giới về số vaccine COVID-19 đã tiêm cho người dân với tổng cộng 214 triệu liều, đứng sau Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ. Kết quả là trong tháng 6, trung bình mỗi ngày tại Brazil có trên 2.000 trường hợp tử vong vì COVID-19 nhưng nay ghi nhận 600 trường hợp một ngày. Trong tuần qua, Brazil còn đạt tốc độ tiêm trung bình 1,5 triệu mũi vaccine COVID-19 mỗi ngày và quốc gia này đã khởi động tiêm vaccine cho thiếu niên cũng như mũi bổ sung cho nhóm nhiều rủi ro. Một điểm đặc biệt là tại Brazil không tồn tại nhiều tâm lý lo ngại tiêm chủng, có trên 90% người tham gia các cuộc khảo sát thừa nhận họ muốn được tiêm vaccine COVID-19. Ấn Độ lập kỷ lục tiêm vaccine hơn 20 triệu mũi một ngày. Thứ Sáu ngày 17 tháng 9 năm 2021 22:37. Ngày 17 tháng 9, Ấn Độ đã lập kỷ lục mới với việc tiêm hơn 20 triệu mũi vaccine phòng COVID-19 trong một ngày. Ấn Độ lo ngại tâm lý tự mãn khiến nhiều người bỏ tiêm mũi vaccine thứ hai. Ấn Độ sẽ cung cấp vaccine cho COVAX sau khi hoàn thành tiêm chủng trong nước. Ấn Độ tăng cường sản xuất oxy phòng ngừa làn sóng dịch COVID-19 thứ ba. Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh TSS, Thông tấn xã Việt Nam. Đây là một bước tiến quan trọng cho chương trình chủng ngừa COVID-19 của nước này nhân dịp sinh nhật của Thủ tướng Narendra Modi 17 tháng 9 năm 1950. Theo dữ liệu trên cổng COWIN, nền tảng để triển khai chương trình tiêm chủng COVID-19 của Ấn Độ, tính đến 19 giờ, giờ địa phương, ngày 17 tháng 9, nước này đã tiêm tổng cộng 22,17 triệu mũi. Con số vẫn đang tiếp tục tăng lên cho đến cuối ngày và rất có thể sẽ đạt mốc 25 triệu mũi. Hiện Ấn Độ đã tiêm tổng cộng khoảng 787 triệu mũi vaccine kể từ khi khởi động chiến dịch tiêm chủng hồi tháng 1, trong đó có 190 triệu mũi 2. Như vậy, đây là lần thứ tư Ấn Độ tiêm hơn 10 triệu mũi vaccine một ngày chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 71 của Thủ tướng Modi, Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP cầm quyền đã yêu cầu các cơ sở của đảng này trên toàn quốc nỗ lực hỗ trợ để đưa một số lượng lớn người đi tiêm. Cùng ngày, Ấn Độ ghi nhận 34.403 ca mới và 320 ca tử vong trong 24 giờ qua, trong đó riêng bang Kerala chiếm gần 70% số ca nhiễm mới. Trung Quốc phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vaccine của hãng Sinopharm cho trẻ từ 3 đến 17 tuổi. Thứ Năm ngày 19 tháng 8 năm 2021 8:19. Ngày 18 tháng 8, Tập đoàn Công nghệ Sinh học Quốc gia Trung Quốc CNBG, một chi nhánh của Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc Sinopharm thông báo rằng một loại vaccine COVID-19 do Viện Nghiên cứu của Sinopharm ở Vũ Hán phát triển và sản xuất đã được cơ quan nhà nước Trung Quốc cho phép sử dụng khẩn cấp cho trẻ em từ 3 đến 17 tuổi. Anh cấp phép sử dụng vaccine của Moderna cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Bộ Y tế cho ý kiến về đề xuất tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi. Số trẻ em nhập viện do COVID-19 tại Mỹ tăng kỷ lục. Vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Sinopharm, Trung Quốc. Ảnh AFP Thông tấn xã Việt Nam. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh, thông báo của CNBC nêu rõ vaccine đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I và II, cho thấy mức độ kháng thể trung hòa cao trong nhóm tuổi này. Khoảng 96,1% những người được tiêm hai liều vaccine đã tạo ra kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 và kết quả không khác biệt đáng kể ở người lớn. Không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào được ghi nhận ở người được tiêm chủng sau khi tiêm. Các thử nghiệm lâm sàng được thực hiện dưới sự giám sát của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. CNBC cho biết trẻ em từ 3 đến 17 tuổi đã trở thành nhóm đối tượng quan trọng để tiêm chủng nhằm xây dựng hàng rào miễn dịch khi xuất hiện nhiều biến thể khác nhau của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Vaccine của hãng Sinopharm tại Vũ Hán sản xuất đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở các nước gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE từ tháng 7 năm 2020. Theo dữ liệu báo cáo giữa kỳ, tỷ lệ bảo vệ bệnh nhân chống lại các triệu chứng nghiêm trọng đã đạt 100% và tổng tỷ lệ bảo vệ là 72,51%, cho thấy vaccine an toàn và hiệu quả. Vaccine đã tạo ra các mức độ khác nhau của phản ứng trung hòa chéo đối với các biến thể virus SARS-CoV-2 khác nhau 28 ngày sau khi người tiêm chủng được tiêm đủ liều. Năng lực sản xuất hàng năm của hãng Sinopharm ở Vũ Hán đã vượt 1 tỷ liều vaccine,
trong khi tổng công suất hàng năm của Sinopharm là hơn 5 tỷ liều. Trung Quốc bắt đầu cho phép nhóm cư dân từ 3 đến 17 tuổi tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào đầu.